phải có lòng nhân từ. Luca chương 6 từ câu 36 đến câu 38. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Anh chị em thân mến, hôm nay thứ hai, tuần hai mùa chay. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: anh em hãy có lòng thương xót như cha anh em là đấng thương xót. Khi nghe câu này, không biết các môn đệ và cả chúng ta có hình dung được lòng thương xót ấy là gì không? Và chúng ta phải sống lòng thương xót như thế nào? Lòng thương xót được định nghĩa là sự mong muốn bước vào cuộc sống của người đang đối diện với những khó khăn hay khủng hoảng trong cuộc sống của họ. Trong cuộc sống của chúng ta chứng kiến đầy dẫy những hoàn cảnh đáng thương từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Những khủng hoảng do bạo lực, do nghèo đói, do những bất công trong xã hội. Vậy thì chúng ta phải bắt đầu từ đâu để sống lòng thương xót? Mẹ Teresa Calcutta đã chỉ cho chúng ta thấy một điểm bắt đầu cụ thể để sống lòng thương xót. Mẹ đã nói rằng yêu thương những người ở xa thì dễ, nhưng yêu thương những người sống với chúng ta hay ngay cạnh chúng ta thì không luôn dễ dàng. Cho người đói một chén cơm ăn thì dễ hơn là xoa dịu nỗi cô đơn và nỗi đau của người không được yêu thương ngay chính trong gia đình của mình. Hãy đem yêu thương vào gia đình mình, vì nơi đây là nơi tình yêu chúng ta dành cho nhau phải được bắt đầu. Nếu như chúng ta sống được điều ấy, thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng thực hiện được điều mà Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay. Anh em đừng xét đoán, đừng kết án, và hãy tha thứ cho nhau. Tha thứ cho vợ, cho chồng, cho con cái, cho tha nhân, cho những người chúng ta gặp hàng ngày. Sống lòng thương xót là chúng ta bước vào cuộc sống của họ, cho dầu điều đó có làm cho cuộc sống của chúng ta bất tiện hơn một chút, có thể làm cho chúng ta phiền toái hơn một chút. Như Chúa là đấng thương xót và tha thứ, thì chúng ta cũng được mời gọi thương xót và tha thứ. Hãy bắt đầu với những người ngồi chung bàn ăn với chúng ta, những người ở bên cạnh chúng ta. Hành trình mùa chay mời gọi chúng ta tận dụng thời gian này để trao ban cho nhau những món quà quý giá mà chúng ta có. Đó có thể là thời gian của chúng ta để chúng ta giúp chữa lành nỗi cô đơn ngay trong chính gia đình của chúng ta, trong xóm làng của chúng ta và nơi công sở của chúng ta. Amen.